hội người nhiều dâu để em bán dao cạo dâu nhưng chúng nó đéo cho em vào nhỉ Đấy, mà anh bán thêm cả môn dao cạo dâu nữa là không ai trách à cạo tóc nữa không ai trách được cả đấy nhưng mà em 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 xin một cái hội người nhiều dâu để em bán dao cạo dâu nhưng chỉ sợ chúng nó đánh này <laughs> mình có dâu đâu không xin vào đấy để bán dao cạo dâu cho chúng nó ấy, anh à đấy anh hiểu không anh chuông anh chào em anh em ủng hộ hưng lộc mua ấy đi anh em phải biết là nếu mà ai muốn tóc đẹp như hưng lộc kìa anh em lom xom <laughs> làm gì có bao nhiêu đáng bao nhiêu tiền đâu mua về để đẹp trai hơn bạn gái nó yêu hơn đấy a à phủ a à phủ nó bảo là anh phương phải bán thêm dầu gội đầu đi anh phương cũng đang là đại lý dầu gội đầu luôn này anh có đủ mà anh nói cho các em biết là quan trọng nhất là sản phẩm tốt này rồi à, mọi thứ ok là được còn bọn anh chọc thì bán dầu bộ đầu quan trọng là có ảnh hưởng gì đến sức khỏe tuổi thọ của ai đâu đúng không nghề đúng thì làm thôi có ảnh hưởng gì đâu không có ảnh hưởng gì bất cứ một ai cả đúng rồi chọc anh thì... Khi... bây giờ bây giờ em thề với anh chứ bây giờ bây giờ ra đường đầu gấu nó là nó là lỗi thời chứ bây giờ ra đường nó phải có tiền hoặc là nó phải được anh em tôn trọng thì là dân thì xã hội hoặc là người ngoài người ta nhìn là người ta mới 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 lẻ. anh ạ chứ về ra 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 xã hội cứ vỗ ngực bố mình gấu đây thì chỉ phút mốt là đi một khóa phục hồi nhân đúng phẩm thôi có, có cái vấn đề là tiền bạc thì bây giờ đất nước mình thì cũng không phải ai là nhiều tiền giống nhau như tóm lại là anh em chúng ta cứ sống tình cảm mà được tiền đúng nhiều tiền ít không quan trọng tóm lại tôn trọng nhau sống tình cảm mà được rồi thế thôi đúng anh có đúng tiền, rồi tiền nhiều tiền ít không quan trọng đâu tiền Đấy. có nhiều, nhiều tiền sống không tốt thì cũng trả ra gì cả mà người người ta bình thường cuộc sống đủ ăn thôi người ta sống tình cảm có tình có nghĩa có có tình cảm quý tôn trọng yêu quý nhau là được rồi thế thôi chỉ cần đơn giản thế thôi chứ không đúng cần anh. Gì cả. thế thôi. cảm ơn anh con ba em... tuổi nhé anh em chúng ta chơi với nhau sống với nhau ví dụ mà người có tiền thì có thể tiếp chúng ta một bữa cơm để mấy triệu mà người đúng không này. có tiền thì tiếp chúng ta ra vườn bắt con gà anh em ta ngồi nhậu với nhau đơn giản thế thôi còn không phân biệt mỗi người một cuộc sống mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh mỗi một con người một cách một kiểu sống nên không cần nói về chuyện tiền bạc làm gì cả đúng không không cần nói nhá. chuyện bạc là quan trọng con người sống thôi <laughs> tiền bạc thì bây giờ Việt Nam mình trăm triệu dân thì 20 triệu dân mới, mới 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 giàu thôi còn 80 triệu dân vất vả khổ cơ mà đúng rồi anh. ta cứ sống với nhau bằng tình cảm thôi có gì thì ăn đấy có sao thì dùng vậy cứ tình người dành cho nhau là ok hết thế thôi đúng rồi anh ạ cảm ơn Nguyễn Trọc Cua nhá hôm nào em về hôm nào em về Hà Nội anh em qua nhà anh Phú ngồi nhỉ Ok anh đoán là ví dụ mà em rảnh hoặc thế nào thì em đã alo anh rồi nhưng mà anh nghĩ là chắc là em về luôn vào công việc nên là cái hôm, cái hôm ý là em 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 về em gặp anh phú chị kiều có tí việc này này về cái này thì là em về đấy có tí việc xong là uh, buổi trưa ăn cơm xong là uh, anh bảo lên phòng hát ngồi tí xong là sau em về luôn mà em về em về em về bên khách sạn xong là em ngủ sáng sau em chạy lào cai luôn mà với lại cả em không uống được rượu bia thì ngồi phú nó hợp uống ngồi với anh nó phải tí tá nó phải kèm theo tả tơi cơ <laughs> à, hiểu <yeah>. chưa <laughs> nếu mà ngồi với em với phú thì phú bây giờ uống được rượu rồi đấy không đấy. phải như trước đâu hôm em đấy đi... là hôm 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 đấy là em cũng có hai thằng cu em đi cùng chúng nó uống rượu bia cũng ok mà à thế à vâng yeah. yeah. phú ngày trước thì uống ít bây giờ phú thoải mái phú uống bây giờ còn khá phết rồi đấy vâng yeah. yeah. nói chung là hình như là mọi người hình Hình, hình như đợt này là chị kiều cũng cũng thả lòng cho một tí rồi <laughs> đúng Ê, rồi người ta uh, ngày trước đi hát nhiều ấy thì sợ giọng mất giọng ấy đấy nhưng mà bây giờ em nói thật với anh chứ một show đi hát được đeo bao tiền là xong đi lại nó mệt người thứ nhất là mệt người thứ hai chi phí nó cũng nhiều phụ kiện uh, hiếu tổng chẳng qua là nói thì hay đến là bọn em chưa gặp tiếp xúc bọn anh thôi anh nói thật luôn qua trên mạng bọn em nó bị ảnh hưởng thì bọn em cảm thấy thôi bọn em mới tiếp xúc với anh em nhà em nhà anh mà xem bọn em mới thấy những cái tình cảm tuyệt vời như nào nói thật luôn thế còn cái mạng xã hội ấy, nó ảnh hưởng về mang những chất bọn em hiểu là mang chất từ giang hồ ấy nên mọi người nghĩ sai thôi còn anh nói thật nha mọi người tiếp xúc với anh em nhà anh gặp bằng thực tế mà xem luôn tình cảm và yêu quý và tôn trọng mọi người luôn chứ không bao giờ như kiểu trên mạng đâu anh nói thật phải không em? trên mạng này nó bị ảnh hưởng theo kiểu như là con sâu bỏ dầu lột canh ấy, em hiểu chưa thì bọn em cảm thấy thế thôi chứ còn thực ra thực tế anh em nhà anh sống rất tình cảm sống rất hết mình sống rất là tình cảm tình nghĩa tình người luôn chứ không phải như trên mạng đâu anh nói thật luôn trên mạng con sâu bỏ dầu lưới canh ấy những thành phần nó sai trái nó làm sai nó bô láo thì kiểu ảnh hưởng đến những cái con người sống ấy em hiểu người em. xã hội đích thực người ta sống chuẩn lắm người ta sống tình cảm người ta sống biết trước biết sau biết trên biết dưới nó người ta sống hay chứ không phải như bọn em đang nghĩ đâu đấy anh nói thật ừ. Còn những còn những những thằng nào có cái loại thích thể hiện hay là đi cà khịa người khác cái loại đấy là loại lửa mùa thôi anh ạ. Đấy làm gì? Với lại cả kiểu như đấy là câu view câu like nhắm lên nhau ấy, còn như bọn anh sống xã hội rộng này nhá, bọn anh không mà không bao giờ động đến ai luôn, bất kể cả anh trên em dưới không bao động ai bởi vì sao? Bọn anh còn phải bước chân ra ngoài và anh còn quan hệ còn phải sống còn phải sống chứ còn đâu phải như người khác bây giờ là cứ ngồi đi chửi người khác thì biết đâu như bọn anh quan hệ rộng này thì ai chả biết đúng không nhưng, bọn nhưng anh mà con anh... có nghĩa là cái trên trên cái phương diện là anh em ta tôn trọng tất cả mọi người kể cả từ ông nhặt ve chai đến ông xe ôm hoặc là những cái ông có nghìn tỷ nếu người ta tôn trọng mình mình tôn trọng lại nhưng mà kể cả là bố đời đang ở ngoài kia không tôn trọng mình mình cũng không bao giờ cần anh ạ nói chung là mình không động đến ai nhưng trên phương diện cũng đừng thằng nào động đến mình kiểu như thế wow. Đúng rồi, với lại Giống cả vấn... luôn ạ. Với lại cả vấn đề là mình không không quan bởi vì là mình có liên quan gì với người ta đâu, đúng không? Mà quan trọng là đâu, mình không liên quan. Đấy. Dâu thì cuộc sống của mỗi người tự ăn để tự ấy người ta hưởng chứ mình có đâu mà phải ấy. Bao giờ cưới vợ anh? À, việc vợ con thì đừng hỏi, bao <laughs> giờ <laughs> đến để cưới. <laughs> em 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 thấy vừa rồi cái vụ vợ con là nóng lắm mà em tưởng sắp cưới rồi à, thì nóng thì nó cứ nóng cho nó nóng lên thôi hâm cho nóng nó, thôi chứ còn cái việc đấy thì bao giờ đến thì tất nhiên nó đến thì nó đến cũng đừng, đừng, đừng hỏi chuyện vợ con với anh nhé cũng cũng có nhiều người không cũng có nhiều người cũng có nhiều người là, là vất vả về cái đường tình duyên gia đình nhé anh ạ Ôi, anh lần lần về tình duyên đấy anh Đần...